Bản chất của chung cư nó chính là một cái căn phòng ở trong một tầng và ở trong một tòa nhà. Và chính vì vậy nên là cái phong thủy của một căn chung cư chúng ta sẽ phải xét chào tất cả các quý bạn hữu quý gia chủ đang theo dõi kênh youtube master phùng phương à, quý vị thân mến khảo sát thực địa dương trạch là một trong những cái bước uh, tối quan trọng cho việc thực hiện một quy trình uh, thay đổi cải tạo phong thủy và có lẽ phần lớn gia chủ nghĩ rằng là uh, khảo sát phong thủy là xem hướng nhà hay là uh, sắp đặt những cái nội thất công năng uh, tuy nhiên với phong thủy chính phái thì những cái yếu tố đó chỉ chiếm uh, 20% uh, và những cái công việc còn lại chiếm khối lượng và sự ảnh hưởng của nó còn lớn hơn rất nhiều và chính những cái yếu tố còn lại đấy mới là những cái thứ mà quyết định đại cục của cả một công trình uh, và đấy là quy trình khảo sát phong thủy uh, cho phong thủy nhà mặt đất vậy thì uh, với chung cư thì sao ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thầy master phùng phương đi tìm hiểu về quy trình luận giải Phong thủy nhà của mặt đất và chung cư có điểm gì khác nhau? Dạ, xin chào thầy ạ. Dạ vâng, xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của Phục Gia. À, dạ vâng thưa thầy, ngày nay thì uh, cái việc sinh sống tại chung cư thì đã trở nên phổ biến trong cái bối cảnh là đất chặt người đông. À, và căn hộ chung cư thì được lựa chọn để trở thành nơi an cư lạc nghiệp đối với nhiều người. À, đây là xu hướng tất yếu của một uh, đô thị phát triển. Vậy thì uh, khi khảo sát phong thủy của một công trình nhà mặt đất thì phong thủy vùng gia có những cái quy trình như thế nào thầy có thể chia sẻ với tất cả các quý khán giả đang theo dõi được không ạ? Vâng, trước hết là chúng ta cũng phải bổ sung lại cái ý, những cái quan điểm của các bạn đang gặp phải, các bạn đang sai lầm ấy. Họ dạ. nói rằng là quan điểm của nhà trung cư và nhà mặt đất khác nhau ấy, thì có phần đúng nhưng mà cũng chưa đầy đủ. Dạ. Chúng ta có thể hiểu rằng là một cái căn trung cư theo cái nhịp sống hiện đại ngày trước đối với cả những cái nhà mà phú hộ, họ sẽ mở rộng theo chiều ngang, họ sẽ mở rộng thật lớn theo chiều ngang. Còn uh, trong cái phát triển đô thị này thì chúng ta sẽ trồng tầng và phát triển theo chiều cao. Chính vì vậy nên là uh, cái phong thủy uh, khi mà luận đoán hai ngôi nhà bản chất thì vẫn là những căn dương cơ, bản chất thì vẫn là áp dụng những cái thuật số của dương trạch. Nhưng mà chúng ta sẽ phải uh, tùy từng uh, tùy từng cái vị thế chúng ta sẽ thay đổi khác nhau. Tôi có thể nói ví dụ như này, đối với một cái căn nhà mà đối căn một cái căn nhà mặt đất thì chúng ta sẽ luận đoán căn nhà đó dựa vào những cái sắp đặt ở bên trong ngôi nhà và thứ hai nữa là những cái sắp xếp ở bên ngoài cảnh quan sân vườn và cuối cùng là cái sắp xếp ở bên ngoài môi trường còn gọi là đại cục ở bên ngoài môi trường là đại cục ở bên trong cảnh quan sân vườn là trung cục còn tới là ở bên trong ngôi nhà nữa chúng ta gọi là nội quan thì đối với cả một căn chung cư chúng ta có thể hiểu rằng mỗi một cái phòng chung cư ấy nó giống như là một cái căn phòng ở trên một cái tầng của toàn bộ một cái ngôi nhà có đúng không ạ bản chất của chung cư nó chính là một cái căn phòng ở trong một tầng và ở trong một tòa nhà và chính vì vậy nên là cái phong thủy của một căn chung cư chúng ta sẽ phải xét đầu tiên là cửa ở bên ngoài dự án sau đó tới cái cổng vào trong khu chung cư và cuối cùng mới tới cái à, cái cửa chính mà vào trong cái cái căn hộ chung cư đó thì đó chính là một cái cuộc luận đoán phong thủy của căn hộ chung cư. À, dạ vâng à, như thầy vừa nói là chúng ta phải xét từ uh, hướng của cổng uh, của dự án sau đó mới đi vào uh, cổng, cổng của, của tòa nhà hộ. của tòa nhà sau đó thì là mới đi vào uh, cửa chính của căn hộ đúng không ạ vậy thì à. đâu mới là hướng của chung cư thưa thầy? vâng thì uh, chúng ta thấy rất là uh, nhiều những cái um, rất là nhiều những cái quan điểm về xét hướng, tôi có thể chia sẻ với các bạn là một trong số những cái quan điểm nó sẽ như sau, có có cái quan điểm đầu tiên đó chính là xét à, cái hướng của căn hộ chung cư là hướng cửa chính, à, có trường phái thứ hai thì quan điểm thứ hai thì xét hướng của căn hộ chung cư là hướng ban công, trường phái thứ ba thì lại xét cái hướng của căn hộ chung cư là cái hướng của cầu thang máy, cầu thang máy trên căn hộ chung cư và có một trường phái nữa thì lại xét hướng theo hướng ban thờ hướng ban thờ này thì có bốn cái quan điểm lớn như vậy ngoài ra còn rất là nhiều những quan điểm khác nhưng mà với tôi thì tôi chia sẻ với các bạn là phong thủy chính phái quy định cửa chính là nơi mà con người đi qua vì nó có nhân khí ảnh hưởng tới căn nhà vậy thì chẳng có con người nào đi qua cái ban công đúng không ạ chẳng có con người nào mà lại bước từ bước ở trên cái ban thờ cả nên là cái quan điểm là hướng của ban công thì tôi nhắc lại các bạn là chính là hướng của cái cửa chính mà chính là hướng mà xét à, từ tâm ra đấy xét từ tâm nhà ra cửa chính thì đó mới là hướng chính xác của căn hộ. Dạ. À, nhiều người thì cho rằng là cái, cái hướng nam và hướng đông nam thì sẽ đón được nhiều ánh sáng và gió thì sẽ thích hợp để chọn làm hướng ban công chung cư. Vậy rồi. thì liệu rằng nó có phù hợp với tất cả mọi người không ạ? Hướng ban công của chung cư đó là một trong những cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng là. À, rất là máy móc dạ. mặc dù hướng đông và đông nam hướng đông và đông nam là hai cái hướng rất là mát đúng không dạ. hướng khá là mát nhưng nếu như mà chúng ta chọn cái hướng ban công hướng đông nam mà lại nhập trạch trong năm nay chẳng hạn ấy, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều bất lợi vì năm nay hướng đông nam cũng là sang cũng hoàng thổ đáo lại mà nên là dù có dù có chọn cái hướng gì chăng nữa các bạn cần phải chú ý tới hai cái yếu tố đó là cái uh, uh, thiên mệnh của chúng ta có nghĩa là cái bản mệnh của chúng ta ấy, nó thích hợp với cả cái hướng nào trước rồi sau đó chúng ta sẽ tính tới là cái khoảng thời gian mà chúng ta nhập trạch vào nó có tốt hay không thì như vậy mới là đầy đủ còn nếu như mà à, các bạn mới chỉ có quan tâm tới là nó mát theo cái à, phong thủy còn nếu như các bạn chỉ có quan tâm tới là cái hướng đó nó mát không thôi thì mới chỉ là được về công năng thôi còn chưa được hoàn thiện về phong thủy. Dạ. À, chúng ta vừa nói về hướng tuy nhiên quay trở lại cái tiêu chí của phong thủy đó chính là nhất vị nhị hướng đúng không ạ khi lựa chọn một cái căn hộ chung cư thì chúng ta cần phải xét đến vị trí là đầu tiên vậy thì vị trí ở đây chúng ta phải xét là vị trí của cả tòa nhà chung cư hay là vị trí của căn hộ ở trên xét theo tầng hay là lựa chọn như thế nào thưa thầy vâng đầu tiên chúng ta phải chọn tầng và căn hộ phù hợp đã chúng ta chọn tầng và chọn cái căn hộ phù hợp rồi sau đó chúng ta mới tính tới hướng à, khi mà mua một căn hộ chung cư các bạn nên tránh các cái khu vực trực diện thang máy để mà đảm bảo rằng ngôi nhà chúng ta luôn yên tĩnh, thư thái và tạo điều kiện cho người sống trong nhà nó hài hòa với cả cái khí trời cũng như là thiên nhiên nhiều hơn. Vâng, trước hết là đối với những người mệnh kim thì uh, xét theo cái số mà tiên thiên tiên thiên bắt quái ấy, thì là 4 và 9 là thuộc hành kim và 5 mà không thì lại thuộc thổ. Nên là những người mà hành kim, những người mệnh kim chúng ta sẽ chọn là 4 và 9 hoặc là 5 và 0. Và tiếp theo là uh, những người mà à mệnh hỏa thì chúng ta à những người mệnh kim thì chúng ta không nên chọn là tầng 2 và tầng 7 vì tầng 2 và 7 nó là hỏa nó sẽ không tốt cho những người kim. Và tiếp theo là mộc. Người mộc thì có thể ưu tiên chọn số 1 và số 6 là hành thủy hoặc là số 3 số 8 thì là hành mộc, tránh số 4 số 9 vì là 4 9 và kim, 2 7 thì là hỏa, chúng ta sẽ tránh. Người mệnh thủy thì chọn số 1 số 6 hoặc là số 4 số 9. Tránh các số 2 và 7, 0 và 5. Tránh số phòng và số tầng. Rồi cuối cùng là à tiếp theo là người mệnh hỏa mệnh hỏa nên chọn số phòng và số tầng 2 và 7 tượng sinh hỏa hoặc là 3 và 8 là mộc tránh các số 1 và 6 thì 1 và 6 là thủy còn đối với mệnh thổ thì chúng ta nên chọn số 5 và số 0 tránh các số 2 và 7 nên tránh số 3. tiếp theo là người mệnh thổ người mệnh thổ chúng ta sẽ chọn các cái tầng mà cùng là bội số của 5. ví dụ như là tầng 5 tầng 10 tầng 15 20 hoặc là tầng số 2 số 7 thì đều là thuộc hỏa và chúng ta tránh số 3 số 8 vì 3 và 8 là thuộc hành mộc nhưng mà các bạn phải chú ý là những cái con số mà tôi chia sẻ ở trên ấy, các cái con số đó các bạn phải cộng lên 5 cho tôi nhé chứ không được cộng lên 10. Ví dụ như là tôi nói là các bạn hợp với cả số 3 số 8 chẳng hạn thì các bạn sẽ hợp với 3 8 này rồi là 13 và 18. Các bạn hiểu không ạ? Nên à, nếu mà hợp với cả số 5 thì sẽ là 5 10 15 20. Và ví dụ hợp với cả số 1 chẳng hạn thì sẽ là 1 6 11 16. 21. Vâng, các bạn cộng với cả 5. Và nếu như mà xuống các bạn cũng trừ đi 5 vì số 5 nó là số uh, số trung cung của những con số tiên thiên kia. Và chúng ta phải lưu ý cái uh, cái số tầng và số phòng là như vậy. Vâng. À, khi mà chọn uh, tầng để uh, chọn căn hộ chung cư thì mọi người thường là thích uh, chọn tầng ở trên cao bởi vì view đẹp. Vâng. Vậy thì liệu rằng là uh, trong phong thủy thì nó có mang lại lợi ích gì khi mà chúng ta ở tầng cao không ạ? Đó, đối với cả cái căn hộ chung cư thì chúng ta cần phải lưu ý ấy, một cái căn hộ chung cư nó cũng có thể nó cũng đều ảnh hưởng bởi cái địa mạch cũng như là các cái thiên tinh Nhưng đối với cả những cái căn hộ mà từ tầng 7 trở lên trên tầng 7 thì cái sự ảnh hưởng của thiên tinh sẽ nhiều hơn là địa mạch à, có nghĩa là có nhiều trường phái sẽ dùng địa mạch ví dụ như là à, tam hợp phái chẳng hạn thì sẽ xét về long mạch và Loan đầu còn à, trường phái bát trạch hay là huyền không à, trường phái bát trạch thì sẽ dùng à, cái vận mệnh của chúng ta kết hợp với cả vận đất. Còn trường phái huyền không thì sẽ kết hợp với 9 thiên tinh để mà luận đoán về tốt xấu và à, nếu như chúng ta ở trên tầng cao và trên tầng 7 thì chúng ta nên dùng cái phương pháp chọn cái sự ảnh hưởng của thiên tinh nó lớn hơn. Nên là với câu hỏi của bạn là tầng cao có tốt cho phong thủy không? thì như tôi đã nói nếu mà tầng 7 trở lên tốt hay không nó do cái người vận dụng phong thủy dạ. Vậy. Như vậy thầy vừa nhắc đến thiên tinh thì nó sẽ có cả sự ảnh hưởng của cả cát tinh lẫn hung tinh đúng không ạ? Đúng vậy ạ. thì chưa chắc là ở tầng cao đã tốt đúng không ạ? Đúng rồi. Nó đã. tùy theo cái sự ờ uh... Vâng, cái sự mà thay đổi dạ, của cái đường lường thiên xích, cái sự sắp xếp của cái các, các cái thiên tinh đó. Dạ. Và tôi cũng chia sẻ với các bạn là uh, đúng là trong phong thủy thì luôn có cát và có hung, đã có cát thì sẽ có hung đã có tốt thì phải có xấu và trong uh, hệ thống của kiểu tinh này là chín ngôi sao của huyền không phi tinh thì nó có các cái ngôi sao tốt cũng như các cái ngôi sao xấu và có một cái điểm có một điểm hay đó là các ngôi sao tốt này sao xấu này theo từng thời gian nó sẽ sắp xếp nó thay đổi vị trí khác nhau chứ nó không phải cố định vĩnh viễn nên là cái việc mà căn nhà chúng ta có tốt hay là xấu nó chỉ ở trong một cái thời điểm thôi cái việc mà cái người phong thủy sư mà đủ trình độ thì sẽ chọn được cái khoảng thời gian mà cái căn hộ của bạn đó nó có cái thiên tinh tốt nó chiếu tới trong thời gian dài nhất có thể chứ không có một cái căn nhà nào mà nó có thể tốt vĩnh viễn được cả và khi mà đến thời điểm xấu thì chúng ta sẽ lại dùng những cái phương pháp những cái, những cái đấu pháp để chúng ta hóa giải hóa giải những thiên tinh xấu đó và kích hoạt lên những cái thiên tinh tốt để mà bù trừ cho bổ khuyết cho những cái thiên tinh xấu Đạ như vậy có thể thấy rằng là phong thủy trung cư thì đang có những rất là nhiều những cái vấn đề à, ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đời sống của gia chủ đúng không ạ và vậy thì à, khi à, lựa chọn à, phong thủy trung cư thì gia chủ cần phải lưu ý những cái điều gì ạ thầy có thể à, chỉ ra một cách chung nhất và dễ hiểu nhất để mọi người có thể à, áp dụng được không ạ à, bây giờ chúng ta nói đến những cái cách chọn trung cư mà chúng ta cần phải tránh đi dạ. nếu như các bạn à, đang đã sở hữu một căn hộ trung cư các bạn à, cũng có thể xem lại xem Căn nhà của bạn có bị phạm vào những cái điều này không? Đầu tiên là một căn hộ nó mèo mó hoặc là khuyết góc Thì tôi cũng phải chia sẻ thật với các bạn rằng là Trong cái thiết kế của phong thủy à, Trong cái thiết kế của chung cư thì không thể có một căn hộ mà nó vuông hình chữ nhật Hoặc là hình một hình vuông 100% được Nhưng cái góc khuyết nó Cái góc đấy là góc khuyết hãm Nó sẽ xấu nếu như nó khuyết mất đúng cái vị trí cung càn Có nghĩa là giữa của Tây Bắc ấy hoặc là nó khuyết mất cái vị trí cung bản mệnh của người chủ cung bản mệnh của người chủ thì các bạn cần phải có kiến thức về à, mệnh cung phi nếu mà người mệnh khảm thì sẽ xấu nếu như các bạn khuyết mất phương Bắc còn à, cấn sẽ xấu nếu mà khuyết mất Đông Bắc chấn xấu nếu mà khuyết mất Đông tốn xấu sẽ à, tốn sẽ xấu nếu mà khuyết Đông Nam và ly xấu sẽ khi mà khuyết phương Nam khôn xấu khi mà khuyết mất phương tây nam đoài sẽ xấu khi mà khuyết mất phương tây à, càn sẽ xấu khi mà khuyết mất phương tây bắc à, đó là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay thì nếu như mà chúng ta mua một cái căn hộ khuyết góc như vậy thì chúng ta sẽ dùng một vài những cái đấu pháp để chúng ta bổ khuyết và tùy từng cái cung vị nó thiếu như thế nào và chúng ta sẽ dùng những phương pháp khác nhau và cái điều này nó còn liên quan đến hướng của căn hộ và tuổi của gia chủ nữa nên là các bạn à, sẽ cần phải có một người phong thủy sư chuyên nghiệp là tư vấn cho các bạn và tiếp theo là một cái cái thế chúng ta nên tránh nữa là không nên chọn à, hướng của căn hộ mà đối diện với hành lang một số các cái cửa một số cái cửa căn hộ ấy, thì có một cái hành lang rất là dài đâm thẳng vào cửa thì đó là một trong những cái à, thế phạm nó rất là lớn và thường ấy thì nếu như có hóa giải cũng sẽ chỉ hóa giải được một phần thôi và nếu như gặp nếu như mà được sự tư vấn của một phong thủy sư chuyên nghiệp thì tôi nghĩ rằng là sẽ hóa giải được một phần lớn, à, đương nhiên là nó sẽ phải có cái sự sắp đặt ở bên trong của cái căn chung cư đó nữa thì mới có thể hóa giải được một cách triệt để. Còn nếu như mà chỉ có treo một vài những cái đấu pháp, ví dụ như là gương hổ phù chẳng hạn, hổ phù ăn ra hóa sát chẳng hạn, nó sẽ hóa giải được một phần khá là lớn nhưng mà muốn hóa giải được triệt để thì còn liên quan đến cả cái sự sắp đặt ở bên trong nữa, được cái sự tư vấn về sắp đặt bên trong nữa thì mới có thể toàn vẹn được. À, dạ vâng thưa thầy, à, hiện nay thì phần lớn các căn hộ chung cư khi mà mở cửa ra thì đều nhìn thấy hết tất cả các nội thất. Vậy thì có cái cách nào để chúng ta khắc phục cái nhược điểm này mà vẫn đảm bảo cho căn hộ căn phòng được thoáng đãng không ạ? Khi mà chúng ta vào trong căn căn hộ chung cư chúng ta sẽ gặp hai trường hợp. Tôi nghĩ rằng là hai trường hợp này rất là phổ biến. Ngoài cái việc mà khi mở ra chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái không gian của trung cư nó sẽ xảy ra hai trường hợp xấu một là chúng ta mở cửa ra chúng ta nhìn thẳng ra ban công thấy ban công thì nó sẽ phạm vào thế xuyên tâm sát còn nếu mà mở cửa ra mà lại phạm vào tam kiến môn ấy, là mở cửa ra thấy gương mở cửa ra thấy phòng vệ sinh mở cửa ra thấy bếp thì đó là cái thế phạm ba tam kiến môn là ba cái vị trí không được có và một cái một cái yếu tố nữa nó gọi là huyền quan ở trong căn trung cư huyền quan chính là cái vị trí khoảng đệm khi mà chúng ta mở cửa ra huyền quan thì nó phải thoáng đãng nếu mà đối với cả cái phong thủy của cái nhà mặt đất thì minh đường thì phải thoáng rộng. Thì đối với căn chung cư thì huyền quan nó lại chính như là căn minh đường, nó phải thoáng rộng thì mới có thể các cái trường khí mới có thể đi vào được. Tôi thấy có một số nhà thì mở cửa ra cái thì đã thấy ngay cái tường nó chắn đó rồi. Và cái tường đấy lại là tường của nhà vệ sinh. Rất nhiều nhà hay gặp vị như vậy. Còn có những người thì hay để cái gương ở trước cửa. Tôi cũng không hiểu để cái gương ở trước cửa làm gì vì À, tôi có hỏi một vài người là tại sao lại để cái gương ở đây vì họ bảo là họ muốn nhìn thấy họ trước khi họ ra khỏi nhà trông họ như thế nào <laughs> và một số người thì muốn để cái gương ở đó ở trước cửa để mà cho cái khu vực cửa đó vốn là nó bị hẹp mà cửa vào bị hẹp thì cái gương đó nó sẽ làm cho rộng hơn hay như nào đó nhưng mà tôi nói tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là đó là một cái thế phạm rất là không nên thì chúng ta sẽ thay vào đó chúng ta sẽ treo những cái tranh rồi à, một trong những cái yếu tố thì à, qua cái video này tôi cũng muốn à, chia sẻ kinh nghiệm của tôi là chúng ta nên chọn một cái chung cư nó có một cái minh đường rộng rãi. Minh đường rộng rãi ở đây chúng ta có thể có có thể tính tới là những cái công viên nhỏ, những cái hồ nước hay là những cái khuôn vườn khuôn viên mà chơi cho chung cho trẻ em trong cái dự án đó thì sẽ rất là tốt cho không chỉ là cái con người sinh sống ở đó mà các cái khí trường nó cũng sẽ à, nó cũng sẽ xáo động vì đáo khí thì sinh tài mà một cái căn chung cư mà nó quá vắng vẻ thì đương nhiên là cái trường khí của nó sẽ rất là ảm đạm và nó sẽ thu hút được những năng lượng xấu còn một cái căn chung cư có trẻ con nô đùa rồi có những cái con người đi dạo tập thể dục thì cái sinh khí nó sẽ rất là nhiều và nó sẽ làm cho cái sức khỏe của chúng ta cũng như cái vận trình con người sống ở cung căn, căn chung cư đó chắc chắn là sẽ là tốt và một phần nữa là vừa nãy thì Minh Hằng có chia sẻ là những cái khán giả ấy thì hay chọn những căn chung cư ở hướng đông và đông nam ấy. thực ra đây là cũng là một cái cái phương À, tôi thấy rằng đây là một cái phương pháp mà khá là phổ biến ở bên Mỹ và những cái gia chủ thì đều nói rằng là tôi chọn nhiều nhà lắm rồi nhưng chẳng có nhà nào hợp với cả cái hướng tây tứ trạch của tôi cả vì bên bên Mỹ thì luôn là chọn cố gắng ưu tiên các cái nhà làm sao để cho quay ra hướng đông hoặc là đông nam để mà mát nhất có thể à, nhưng mà đó thực ra cũng là một cái điều mà chúng ta phải lưu ý vì à, nếu như chúng ta chọn những cái ban công mà hướng tây chẳng hạn ấy, thì nó quá gai gắt nắng nó quá gai gắt thì nó sẽ bị phạm cái thế là cô dương sát cô dương sát có nghĩa là quá nhiều ánh nắng hoặc là chúng ta trong những cái con con đường mà nó có cái cung đường nó hình chém như này tôi gọi là phạm vào thế liêm đao sát ấy. Và khi mà phạm vào cái thế liêm đao sát như này mà lại có ánh nắng nữa thì nó sẽ tạo ra những cái vận trình rất là không tốt cho những con người sống ở trong đó và một trong những cái con người mà tôi đã từng uh, tôi đã từng luận đoán rất là nhiều nhà cái sự ảnh hưởng của nó thì đã được thực chứng rất là nhiều rồi cái việc này chúng ta không cần phải bàn cãi còn Khoa học thì thực sự là rất là khó giải thích những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà tôi đã thực chứng rất là nhiều, cả những cái người thầy, những cái vị thầy của tôi nữa cũng đã chia sẻ với tôi. Ấy. thì chúng ta à, nên nghe theo những cái đã thực chứng thôi. Còn chúng ta rất là khó giải thích tại sao bằng khoa học. Và tiếp theo nữa là à, một cái chia sẻ nữa là từ cửa chính ấy, mà chúng ta nhìn thấy toàn bộ phòng khách hoặc là bếp thì chúng ta nên dùng cái bình phong ở cửa hoặc là chúng ta thiết kế cái tủ trang trí hay là những cái tranh để ngăn chặn cái việc mà, mà nhìn thấy một cái căn phòng nó quá rộng như vậy. Và đương nhiên là tôi nói tôi nói cái kiến thức này thì nhiều người có thể có lẽ sẽ phản bác tôi rằng là căn chung cư nào mà chẳng nhìn thấy toàn bộ toàn bộ nội thất, đúng không ạ? Hầu hết các căn chung cư đều nhìn thấy nội thất, nhưng mà đâu phải là ai sống ở trong những căn nhà mà nhìn toàn bộ thấy nội thất đó đều xấu đâu. À thì tôi cũng phải chia sẻ với các bạn rằng tôi đã nói rồi tất cả những cái sắp đặt ở bên trong nội quan của một cái ngôi nhà ấy, nó chỉ chiếm 20% thôi nó chỉ chiếm 20% thôi nên là tuy nhiên mặc dù ấy là gặp phải thế phạm đó nhưng chưa chắc những cái con người sống ở trong căn nhà đó đã là vận trình xấu mà nó còn phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nữa chính vì vậy mới có phong thủy chính phái là luận đoán tất cả các yếu tố và sau đó mới gộp lại và đưa ra kết quả còn những người mà mới chỉ nhìn thấy là một cái căn nhà Phạm Tam Kiến Môn đã nói là nhà này thì vận trình sẽ đi xuống rồi con cái gặp vấn đề thì tôi nghĩ rằng là phần nhiều là dọa thôi, phần nhiều là dọa thôi chứ còn họ chưa có thực sự là có cái thực chứng ở trong cái ở trong cái công việc thực sự của một luật luận đoán phong thủy. Vâng cảm ơn những cái lưu ý rất là thực tế và hữu dụng đến từ thầy Phương. À, vậy thưa thầy ngoài những cái điều mà mình đã nêu về cách chọn căn hộ thì thầy có thể chỉ ra những cái lưu ý khác uh, liên quan đến uh, nội thất công năng trong uh, căn hộ dạng uh, chìa khóa uh, chìa khóa trao tay vâng. uh, về uh, nhà, nhà bếp phòng này vâng. ngủ này hay là về màu sắc thầy có thể uh, đi vào cụ thể hơn được không ạ? Vâng, mà bây giờ chúng ta có thể hiểu là khi mà con người à, khi mà những hộ gia chủ ấy tới một căn nhà chung cư thì tôi nghĩ rằng phần nhiều là họ tới với cái À, công năng mà à, với cái mục đích là họ muốn sinh sống thật sự chứ không phải là những người mà đầu cơ, đầu cơ và đầu tư nên là cái việc mà một căn hộ chìa khóa sao tay là trước đó đã có một cái nhà trước đó thì những người chủ đầu tư họ đã fix sẵn tất cả những cái vị trí phòng ngờ, phòng thờ phòng à, phòng ngủ phòng bếp phòng à, làm việc phòng khách như thế nào rồi đúng không ạ thì như vậy tôi có thể gọi là chìa khóa sao tay hay các bạn hay hay gọi đó là cái gì nhỉ? căn hộ bàn giao thô đấy đúng không ạ những căn hộ bàn giao thô như vậy thì à, phần lớn là đã được an vị rồi, nên là chúng ta sẽ chỉ có thể thay đổi một vài những cái điểm cơ bản như sau thôi. Đầu tiên là với nhà bếp, à, chúng ta sẽ quan tâm tới khi mà được bàn giao, ấy, những căn chung cư sẽ có bếp nên là à, đã được fix sẵn rồi, nên là khó có thể theo ý của các bạn được. Thì nếu như mà chúng ta có bị xấu chăng nữa, thì chúng ta có thể thay đổi bằng cách chúng ta dùng bếp điện hoặc bếp ga, chúng ta mang ra vị trí khác để chúng ta đun. Nó sẽ chỉ xấu khi mà chúng ta để ở cùng một cái vị trí xấu đó và chúng ta đun nấu quá nhiều thời gian thôi. Thì nó mới đủ cái năng lượng để nó tạo ra những cái xung khí xấu được. Còn nếu như chúng ta thay đổi thì cũng một phần sẽ giúp cho chúng ta Mở bớt đi. Rồi một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý là ở cái phòng bếp đấy thì tôi thấy rằng bếp thì hay để cạnh cái bồn rửa thì nhớ là thủy hỏa không được đối khẩu thì bếp mà cạnh bồn rửa chúng ta sẽ đặt một cái cây ở giữa thì như vậy sẽ là sẽ dùng cái đấu pháp tôi gọi đó là tham sinh kỵ khắc ấy. thì thủy nó sẽ sinh cho mộc mộc nó sẽ sinh cho hỏa thì nó sẽ là một cái giải tương sinh nó không còn tương khắc với nhau nữa và tiếp theo là đối với phòng ngủ nếu mà các bạn mà trang trí phòng ngủ thì nên đặt hướng giường ngủ lệch so với cả hướng cửa phòng thì như vậy là sẽ hạn chế được hoặc là các bạn nếu như có phạm vào cái việc này chăng nữa thì các bạn có thể dùng cái chậu cây đặt ở trong cái phòng ngủ đó và sẽ giúp giúp cho cái việc bố trí phòng ngủ sẽ tốt hơn cũng như là tránh được cái xung sát ở bên ngoài nhưng có một cái lưu ý này mà lưu ý này nó không phải liên quan đến phong thủy mà nó là khoa học đấy một số người nói với tôi rằng là tôi chẳng hiểu sao mà tôi ngủ sáng dậy thấy mệt mỏi người tôi rất là người tôi luôn mệt mỏi và khi mà tôi nhìn cái sắp đặt ở bên trong tôi thấy có có hai ba cái cây lớn ở trong căn phòng thì các bạn phải lưu ý là cái cây xanh ấy cái cây xanh nó sẽ à, thải ra cái khí oxy nó làm cho con người thoải mái khi mà nó nhận được ánh nắng. Còn đối với cả ban đêm hoặc khi nó không nhận được ánh nắng thì nó sẽ hút cái khí oxy đó để mà nó nó thực hiện cái quá trình trao đổi chất. Nên là ban đêm của chúng ta là lúc mà chúng ta ngủ, chúng ta cần nhiều oxy nhất để mà nuôi các cái cơ quan làm cho à, vì chúng ta ngủ. Tôi nghĩ rằng người bảy tám tiếng cơ mà đúng không ạ? Bảy tám tiếng chúng ta cùng ở một lúc mà lại bị hút mất oxy như vậy thì sáng dậy đương nhiên là các bạn sẽ bị mệt mỏi rồi. Và đối với cả những cái căn đối với cả những cái trường hợp đó, tôi chỉ khuyên là bỏ cây thôi là thay đổi được sức khỏe rồi, mà các gia chủ đó còn không tin khi mà thay đổi rồi, gia chủ đó còn hỏi tôi là hình như thầy dùng cái đấu pháp gì thêm? Dạ. Nhưng mà đó chính là khoa học, là tôi nói đó chính là phong thủy chính phái. Phong thủy chính phái là phải hài hòa giữa khoa học và uh, các cái uh, đấu pháp cũng như là các cái thuật số của phong thủy. Dạ. Và tiếp theo nữa là một phần thứ ba mà các bạn cũng hay quan tâm đấy, đó là màu sắc theo ngũ hành cũng như là cái, cái kích thước của lỗ ban, thì tôi cũng phải chia sẻ với các bạn nhé ở trong phong thủy có 5 yếu tố nó sẽ tạo ra cái sự phát triển cho vận mệnh thì cái yếu tố cuối cùng xét theo cái mức độ mà ảnh hưởng ấy là yếu tố cuối cùng là yếu tố thứ năm ấy đó là kích thước và màu sắc sẽ là ảnh hưởng thấp nhất dạ. nên các bạn đừng có lo khi mà chúng ta vào trong một cái căn nhà mà bị sơn cái màu mà nó bị à, à, ngược mệnh à nó gọi là ngược mệnh không hợp mệnh rồi là bị xung khắc với cả mình thì cái cái đó nó sẽ ảnh hưởng rất là ít đối với bạn thôi. Cái mà chúng ta cần phải quan tâm ấy trong cái việc mà màu sắc này, ấy, đó là sắp xếp những cái đồ vật nó hài hòa với cả cái gam màu của căn phòng. Tại vì sao như vậy? Đây nó còn liên quan tới cái, nó còn liên quan tới phong thủy. Không những thẩm mỹ mà còn phong thủy. Đó là nó sự hài hòa giữa âm dương. Gam màu nó là sự hài hòa giữa âm dương. Gam màu nóng thì nó là màu dương. Gam màu lạnh thì nó là là gam màu âm. Khi mà căn nhà của chúng ta có cái ấm nóng nó hài hòa, phải có ấm phải có nóng nó mới hài hòa. Còn một vào một căn hòa căn nhà nó quá rực rỡ như vậy, nó bị vượng dương thì tôi gọi là cô dương sát. Còn Đấy. nếu mà quá ảm đạm chúng ta gọi là cô âm sát, đều không tốt. Cái trạng thái, cái trạng thái mà tối hảo nhất của phong thủy đó chính là cân bằng ngũ hành và cân bằng âm dương. Nên là chúng ta à, dù có lựa chọn màu sắc hay là gì chăng nữa chúng ta chỉ cần nhớ cái nguyên tắc cơ bản nhất thôi. Còn ngoài ra về theo các cái kích thước của lỗ ban thì các bạn cầu toàn thì các bạn dùng thôi còn đối với cả tôi thì cái điều đó đối với cả phong thủy chính phái thì các cái kích thước ở trong lỗ ban nó là cái yếu tố về tiểu tiết nó ảnh hưởng rất là thấp dạ vâng à, và đó là tất cả những cái uh, lưu ý khi mà lựa chọn uh, về phong thủy chung cư đúng không ạ cảm ơn những uh, chia sẻ những lưu ý rất là chi tiết đầy đủ của uh, thầy phương và hy vọng là những uh, kiến thức mà thầy phương chia sẻ thì đã giúp uh, quý gia chủ uh, trong việc lựa chọn phong thủy chung cư cho mình và chọn cho mình một căn hộ chung cư như ý và nếu như mà cần sự hỗ trợ thì các quý gia chủ cũng hãy để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận của video này thì đội ngũ trợ à, lý phong thủy Phùng gia thì à, luôn sẵn sàng để hỗ trợ quý gia chủ trong việc à, sắp đặt nội thất công năng à, phong thủy toàn vẹn nhất cho một à, căn hộ chung cư cũng như là à, phong thủy nhà mặt đất và cảm ơn à, thầy Phương đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức rất là hữu ích về phong thủy chung cư Cảm ơn tất cả các quý gia chủ đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong à, video tiếp theo trên kênh YouTube của Master Phùng Phương Vâng, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn